Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin nghề nghiệp được phát sóng định kỳ vào lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên fanpage của VTC Academy. Thì như mọi người đã biết á, năm nay trước cái tình hình của đại dịch Covid-19 diễn biến rất là phức tạp á, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt. Các thí sinh đợt 1 trên địa bàn cả nước thì cũng đã hoàn thành kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào hai ngày là ngày 7 và ngày 8 tháng 7 vừa qua. Thì đợt thi thứ hai dành cho các đối tượng thí sinh không thể tham dự các kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau nha. Thì dù có kết quả như thế nào thì mình cũng xin được chúc mừng các bạn sĩ tử trong kỳ thi đợt 1 cũng đã hoàn thành các phần thi của mình nha. Trong bản tin thứ nghiệp ngày hôm nay chúng mình sẽ cung cấp một số các cái lưu ý về các cái mốc thời gian quan trọng để mà các bạn đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 nha. Ok, bắt đầu thôi. Thì đây sẽ là các cái mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 mà các thí sinh cần lưu ý nha. Thì bây giờ các bạn hãy nhanh tay ghi chú và lưu lại các cái lưu ý này nha. Thì đầu tiên mốc thời gian sẽ là 14 giờ ngày 6 tháng 7. Thí sinh sẽ phải làm các cái thủ tục dự thi nè, phải đính chính lại các cái sai sót nếu mà có, và quan trọng nhất là nghe phổ biến các cái quy chế thi nha. Còn vào ngày thứ tư, ngày 7 tháng 7, lúc buổi sáng thì thí sinh sẽ phải làm bài thi của môn ngữ văn nè. Thì cái thời gian sẽ kéo dài là 120 phút. Thì ngoài ra buổi chiều ngày hôm đó các bạn sẽ phải làm bài thi của môn toán sẽ kéo dài vào khoảng 90 phút đó các bạn. Còn vào ngày 8 tháng 7 vào buổi sáng thì thí sinh sẽ làm các bài thi về khoa học tự nhiên hoặc là các bài thi về khoa học xã hội. Thời gian làm bài của mỗi môn của mỗi phần thì sẽ là vào khoảng 50 phút. Còn buổi chiều thì các thí sinh sẽ phải làm các bài thi về môn ngoại ngữ. Thời gian thi sẽ là 60 phút. Còn đối với các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vì dịch Covid-19 thì quyền lợi của các bạn sẽ vẫn sẽ được đảm bảo y chang như các quyền lợi của bạn thi đợt 1 nha. Thì theo đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề thi đợt 2 cũng sẽ có độ khó tương tự như là đợt 1 luôn, để mà có thể tạo ra sự bình đẳng giữa các bạn thí sinh thi ở đợt 1 và đợt 2 nha. Và đây cũng chính là ba cột mốc thời gian đầu tiên mà các bạn vừa hoàn thành rồi nha. Tiếp đến sẽ là một mốc thời gian mà cực kỳ quan trọng đối với các bạn luôn. Bởi vì vào ngày 26 tháng 7 sắp tới, tức là cái thứ hai của tuần cuối cùng trong tháng 7 các bạn, thì Bộ Giáo dục dự kiến thì sẽ là công bố kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đó các bạn. Thì chậm nhất là vào ngày 28 tháng 7 sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp của trung học phổ thông. Một cột mốc thời gian khác sẽ khiến các bạn lo lắng không kém chính là việc vào ngày 5 tháng 8 sẽ là thời gian mà đồng loạt các trường công bố các cái điểm sàn để mà có thể xét tuyển đó các bạn. Từ ngày 7 tháng 8 cho đến 17 giờ của ngày 17 tháng 8, tức là vừa tròn một tháng kể từ ngày thi hai môn đầu tiên của kỳ thi quốc gia, thí sinh sẽ được phép điều chỉnh nguyện vọng của mình tối đa là 3 lần nha. Các bạn lưu ý, chỉ tối đa là 3 lần thôi. Vì thế, cái việc điều chỉnh sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển của các trường. Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ căn cứ và chốt nguyện vọng theo lần đăng ký cuối cùng của thí sinh. Các bạn nhớ nha, điều đó sẽ làm giảm bớt áp lực, thêm cơ hội điều chỉnh quyết định và gia tăng cơ hội trúng tuyển cho các bạn. Thì các bạn ơi, các bạn hãy chuẩn bị xách ba lô lên và đi học nha. Bởi vì vào ngày 23 tháng 8 thì các trường đại học sẽ công bố điểm xét tuyển đợt 1 nha. Và còn vào đầu tháng 9 các bạn nào trúng tuyển sẽ được xác nhận nhập học, và cụ thể luôn là vào ngày 1 tháng 9 nha các bạn. Cuối cùng thì một trong các cột mốc quan trọng nhất thì từ ngày 8 tháng 9 cho đến tháng 12 năm 2021 thì các trường sẽ bắt đầu xét tuyển bổ sung nha các bạn. Thì vừa rồi là những cái lưu ý về các cột mốc đáng nhớ dành cho các bạn thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thì mình hy vọng với những cái nội dung trên mà VTC Academy vừa mới chia sẻ thì sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích và thiết thực để mà các bạn có thể hoàn thành các cái chuỗi ngày này và có thể bước đến sự thành công của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bản tin tiếp theo trên fanpage của VTC Academy nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.